em à. Anh phải lưu lại những cái hình ảnh này để sau này là còn có tư liệu. Đây là tư liệu hiếm có đấy. Cơm chưa em? Cơm chưa em? Em chưa, em vừa phải đi vào. Trong kinh Pháp Diệt Tận là Phật đã có nói rõ về tình trạng ngày nay đấy. Đầy đủ hết, thiên tai nó chỉ là một phần thôi em ạ.